Công ty vận tải Long Quang Huy tuyển 5 tài xế xe container làm việc tại Đồng Nai. Mô tả công việc: phân phối hàng đến địa điểm yêu cầu, kiểm, đếm, bàn giao cho khách hàng, góp phần đảm bảo dịch vụ và phát triển khách hàng vận chuyển. Yêu cầu công việc: nam, tuổi từ 24 đến 35, có sức khỏe tốt, bằng lái xe tại hạng FC, kinh nghiệm lái xe container tối thiểu 2 năm. Chịu khó, tinh thần trách nhiệm cao, trung thực, cẩn thận, có tính kỷ luật. Quyền lợi được hưởng: mức lương thỏa thuận trên 10 triệu một tháng. Được làm việc trong môi trường năng động, sáng tạo, nhiều cơ hội học tập, thăng tiến, lương thưởng hấp dẫn, nhiều chế độ đãi ngộ và quan tâm người lao động. Hưởng các chế độ theo luật lao động và các quyền lợi thuộc thỏa ước lao động của công ty. Yêu cầu hồ sơ: một bộ hồ sơ xin việc, photo công chứng giấy tờ và bằng cấp có liên quan. Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ công ty vận tải Long Quang Huy, địa chỉ số 99 quốc lộ 51, ấp Long Khánh 3, xã Tâm Phước, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Email longquanghuy.dn@gmail.com. Điện thoại liên lạc 0934 051 058. Gặp anh Tiến. Hạn chót nộp hồ sơ là ngày 30 tháng 3 năm 2018.